Một buổi sáng đẹp trời. Để xem thị trường hôm nay có đẹp không nha. Quá đẹp. Vậy còn cổ phiếu của mình thì sao ta? Xanh xanh đỏ đỏ cho nhỏ nó mừng. Xanh xanh đỏ đỏ cho nhỏ nó mừng. Cái gì mà đỏ với vàng không vậy trời? Có nên đổ cổ phiếu không ta? Nhưng mà khoan nè, để xem thị trường hôm nay có gì mới không đó. Thì mốt bị gì vậy? Ơ, chương trình gì đây? Tôi đã bước vào thị trường chứng khoán như thế nào? Chúng ta hãy đến với câu chuyện của Toàn, một sinh viên ra trường và được nhận vào làm việc tại một công ty marketing. Cuộc sống mới của Toàn bắt đầu như bao nhân viên văn phòng khác, với chuỗi ngày đi làm, ngủ nghỉ và lại đi làm. Khi đã quen với nhịp sống mới và có thêm thời gian, Toàn nghĩ đến mục tiêu xa hơn để dành chút vốn để xây dựng tương lai với cô bạn gái. Ở Việt Nam, chứng khoán là thị trường mọi người tham gia nhiều nhất. Toàn vẫn nghe đồng nghiệp trong văn phòng nói như vậy, với tỷ lệ lợi nhuận vô cùng hấp dẫn. Tham gia đi, thị trường đang tốt, sinh lời đã lắm, gấp đôi gấp ba được đó. Gen Z thế hệ trẻ mà không tìm hiểu, không biết chơi chứng khoán là dở. Trước lời khuyến nghị của các đồng nghiệp và mục tiêu vì một tương lai tươi đẹp, Toàn quyết định tham gia nhóm những nhà đầu tư cá nhân. Tất nhiên, tham gia nhóm những nhà đầu tư cá nhân là không đủ. Đối với các nhóm của Facebook, chẳng có ai hướng dẫn cách thức giao dịch trên đó cả. Toàn phải mày mò xem hướng dẫn trên YouTube cùng với hướng dẫn của nhân viên công ty chứng khoán, nơi Toàn mở tài khoản. Công đoạn mày mò này xem ra khá mất thời gian. Toàn quyết định đi đường tắt, hỏi luôn mấy đồng nghiệp cho nhanh. Hóa ra đây là cách vô cùng hữu dụng. Ngoài thao tác giao dịch, Toàn còn được các đồng nghiệp hướng dẫn cách xem thông tin về cổ phiếu. Cậu cũng được thông báo về các nhóm và diễn đàn chuyên phím hàng để biết các cổ phiếu có thể sinh lời. Lúc này thao tác giao dịch đã học xong, thông tin về cổ phiếu đã rõ ràng. Còn chờ gì nữa, Toàn hăm hở tham gia chương trình sẽ là triệu phú. Giao dịch đầu tiên của Toàn diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi nghe một đồng nghiệp thông báo ngành điện sẽ hưởng lợi từ chính sách của chính phủ, Toàn chọn luôn cổ phiếu được khuyến nghị trong nhóm chung. Chỉ trong một tuần, cổ phiếu Toàn chọn tăng 20%. Ồ, chứng khoán sinh lời nhanh thật nhỉ. Với tỷ lệ thế này thì một tháng được gấp đôi còn gì, Toàn thầm nghĩ. Đến tuần sau, cổ phiếu của Toàn không tăng nữa mà chỉ loanh quanh giá tham chiếu. Cậu thấy sốt ruột và quyết định chốt lời, tìm mua cổ phiếu khác. Sau khi hỏi bạn đồng nghiệp và được thông báo nhóm công ty chứng khoán sẽ có kết quả kinh doanh tốt cuối năm nay, Toàn cũng chọn một cổ phiếu được khuyến nghị trong nhóm. Cổ phiếu Toàn chọn tăng sau khi mua vào, tuy nhiên tốc độ tăng chậm hơn so với lần giao dịch đầu tiên. Trong một tuần, cổ phiếu chỉ tăng 7%. Ít nhỉ, thấp nhất cũng phải được 15-20% chứ, chờ thêm nữa vậy. Toàn thắc mắc nhưng chưa dám hỏi đồng nghiệp. Cậu chờ thêm nhưng diễn biến thị trường không thật thuận lợi. Chỉ số VN Index giảm liên tiếp một tuần sau đó. Cổ phiếu Toàn nắm giữ giảm 5% so với giá mua vào. Lần đầu tiên thấy thị trường phủ sắc đỏ, Toàn cảm thấy e ngại. Cậu hỏi đồng nghiệp và nhận được lời trấn an. Thị trường lên xuống điều chỉnh là chuyện thường mà, mới tham gia nên chưa quen thôi. Nhiều người nói vậy nên Toàn cũng an tâm phần nào. Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không lì. Toàn nhủ thầm và vẫn xem bảng điện như bình thường. Quả thật sau đó thị trường hồi phục với chuỗi ngày tăng giảm xen kẽ. Chỉ có điều cổ phiếu ngành chứng khoán của Toàn vẫn không tăng lại mà chỉ dao động theo biên độ hẹp. Toàn quyết định mua thêm cổ phiếu khác vì không thể trở thành triệu phú với tốc độ sinh lời như thế này. Số tiền cậu bỏ ra cho cổ phiếu ngành chứng khoán chỉ 50% nên cậu vẫn còn dư vốn để tiếp tục mua vào. Toàn không tham khảo ý kiến đồng nghiệp nữa mà tự xem khuyến nghị về nhóm ngành tốt trên báo và trên các diễn đàn. Nhóm dầu khí đang được chú ý và Toàn tự chọn cho mình một cổ phiếu. Lần này cổ phiếu cậu chọn không nhá đen bằng cách tăng nữa mà giảm luôn sau khi cậu vừa mua. Tại sao lại thế nhỉ? Hai lần trước mình chọn đều tăng cả. Xem ra không dễ như mình tưởng. Chờ vài ngày nữa xem. Toàn cảm thấy lo ngại. Đúng như lo ngại của Toàn, thị trường tiếp tục giảm sau đó và hai cổ phiếu trong danh mục không thoát khỏi xu hướng. Sau một tuần, cổ phiếu nhóm chứng khoán giảm 15% và cổ phiếu nhóm dầu khí giảm 20%. Toàn tự hỏi, thế là thế nào nhỉ? Mình làm đúng như lời đồng nghiệp dặn cũng không xong, tự tìm cổ phiếu cũng không xong. Sao giống mình quá vậy ta? Vì chọn cổ phiếu bằng cách nào? Mình có nên đổi cổ phiếu không trời?
Ủa, tín hiệu bị làm sao vậy? Đang lúc cần coi mà. Chơi chứng khoán hay đầu tư chứng khoán? Câu hỏi của Toàn cũng là câu hỏi của nhiều người khi mới tham gia thị trường chứng khoán và những thị trường khác. Để tìm hiểu nguyên nhân, hãy nhìn lại câu chuyện từ đầu. Toàn muốn có một số vốn để chuẩn bị cho tương lai và tìm đến thị trường chứng khoán. Điều này hoàn toàn đúng. Thị trường chứng khoán Việt Nam dễ tiếp cận và có thể mang lại lợi nhuận. Đồng nghiệp của Toàn khuyến nghị, tham gia đi, thị trường đang tốt, có thể sinh lời gấp đôi, gấp ba. Khuyến nghị này cũng đúng luôn. Tham gia khi thị trường trong xu hướng tăng là hợp lý. Khi thị trường thuận lợi, nhiều cổ phiếu có cơ hội tăng 100 hoặc 200%. Gen Z thế hệ trẻ mà không tìm hiểu, không biết chơi chứng khoán là dở. Khuyến nghị này đúng một nửa. Đúng là Gen Z thế hệ trẻ nên tìm hiểu về thị trường tài chính để chuẩn bị cho tương lai. Tuy nhiên, khi mới bước vào thị trường tài chính nên khởi đầu với quan điểm đầu tư chứng khoán hay chơi chứng khoán là vấn đề cần được bàn đến. Vậy đầu tư chứng khoán khác với chơi chứng khoán như thế nào? Đầu tư chứng khoán nghĩa là bạn tiếp cận thị trường với phương pháp và chiến lược rõ ràng. Ngược lại, chơi chứng khoán nghĩa là bạn cứ bắt đầu và không cần quan tâm đến phương pháp cũng như chiến lược. Cũng giống như khi bạn chơi game trên mạng hoặc tham gia team building. Mới đầu, đâu cần phương pháp hay chiến lược làm gì, thử rồi mới có phương pháp và chiến lược chứ. Có một vấn đề cần lưu ý ở đây. Nếu chơi game trên mạng mà bạn thua hoặc bị đánh bại thì bạn sẽ về thành dưỡng sức, rồi sau đó trở lại cuộc chơi. Còn trên thị trường tài chính, nếu đã về thành dưỡng sức rồi thì cơ hội quay lại thị trường gặp rất nhiều hạn chế. Ở đây không bàn luận về việc bắt đầu như thế nào là đúng, mà chỉ bàn luận nên bắt đầu như thế nào xung quanh câu chuyện của Toàn, một nhà đầu tư F0. Về thao tác giao dịch, các đồng nghiệp có thể hỗ trợ cho Toàn. Tuy nhiên về phương pháp và chiến lược đầu tư, các đồng nghiệp không thể hỗ trợ mà Toàn phải tự tìm hiểu. Hơn nữa, cũng chẳng có con đường tắt nào ở đây cả. Phương pháp và chiến lược được hình thành dựa trên kiến thức mà nhà đầu tư tích lũy được. Nhanh hay chậm, tùy vào sự may mắn của mỗi người. Có được hướng dẫn để tích lũy đúng kiến thức cần thiết hay không? Một khi chưa tích lũy đủ kiến thức mà tham gia thị trường, rất dễ rơi vào vòng xoáy của Toàn. Mua cổ phiếu, sốt ruột, bán ra chốt lời. Mua cổ phiếu khác, có lời không bán, kẹp hàng. Tiếp tục mua cổ phiếu khác, kẹp hàng và hết vốn để xoay. Rõ ràng trong trường hợp này, Toàn tham gia thị trường mà không biết xác định xu hướng. Nếu chỉ số chuyển sang xu hướng giảm thì Toàn sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn trở lại thị trường. Vậy làm thế nào để xác định xu hướng? Trước hết, cần trang bị kiến thức vĩ mô và kiến thức vi mô. Nghe có vẻ hàn lâm nhưng có thể diễn đạt theo cách khác. Bạn cần biết được những gì đang diễn ra đối với kinh tế Việt Nam và kinh tế thế giới. Nếu muốn tìm hiểu, những bạn theo học chuyên ngành tài chính có thể tiếp cận những kiến thức này khá thuận tiện. Đối với những bạn theo học các ngành khác thì sao? Vẫn không có nhiều trở ngại. Công cụ tìm kiếm Google và các trang thông tin chuyên về tài chính sẽ là trợ thủ đắc lực. Các bạn cũng có thể đọc sách để tìm hiểu sâu hơn và định hình phương pháp đầu tư. Tại sao kiến thức vĩ mô và kiến thức vi mô lại được đề cập đến đầu tiên trong trường hợp này? Thứ nhất, vì kiến thức vĩ mô giúp các bạn xác định xu hướng và kiến thức vi mô là cơ sở định giá cổ phiếu. Thứ hai, từ trước đến nay, các tài liệu hướng dẫn về thị trường chứng khoán đề cập không rõ ràng đến vai trò của kiến thức vĩ mô và vi mô. Trong khi đó, đây là hai kiến thức cực kỳ quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Có thể bạn sẽ nói mình theo trường phái phân tích kỹ thuật, chỉ cần biết kiến thức vĩ mô để xác định xu hướng là đủ, không cần định giá cổ phiếu. Điều này hoàn toàn đúng, vì việc định giá cổ phiếu liên quan đến phân tích cơ bản và không liên quan đến phân tích kỹ thuật. Chỉ có một vấn đề cần lưu ý, có những giai đoạn của thị trường mà phân tích kỹ thuật không hiệu quả. Khi đó, phân tích cơ bản là cơ sở để bạn ra quyết định, chứ không thể trông đợi vào phong cách đầu tư theo kiểu thắp hương. Đến đây, chắc các bạn đã trả lời được câu hỏi tại sao làm đúng như lời khuyến nghị của các tiền bối mà vẫn chưa nhận được kết quả như ý. Đó là vì các bạn chưa xác định được phương pháp đầu tư cho mình đấy. Hãy tìm hiểu để xác định phương pháp và chiến lược đầu tư cho riêng mình nhé. Bởi nếu thuần thục phương pháp và chiến lược, chứng khoán cũng như thị trường tài chính sẽ là sân chơi cho bạn. Lúc đó, bạn có thể chơi chứng khoán theo đúng nghĩa đen của cụm từ này.
nên xác định phương pháp đầu tư. Mà xác định phương pháp đầu tư bằng cách nào thì nói có chút xíu à. Vậy mình có nên đổi không ta? Kiếm ai hỏi mới được chứ. Chuyên gia biết tất này, gọi hỏi thử xem. Ơ, cúp điện.